Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 9, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh rà soát toàn bộ chung cư mini, nhà trọ, phát hiện nhiều sai phạm về phòng cháy chữa cháy. Tháo dỡ công trình hàng ngàn mét vuông xây dựng trái phép trên đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Lạt. Cảnh sát Mexico giải cứu hơn 300 người di cư bị nhồi nhét trong xe container. Và Daniel Collins gây bất ngờ tại tứ kết giải quần vợt San Diego mở rộng vào sáng nay. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng vừa có văn bản khẩn gửi các sở ban ngành thành phố Thủ Đức, các quận huyện về việc triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều địa phương đã ra quân tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ cho thuê và các hộ dịch vụ, qua đó phát hiện nhiều trường hợp sai phạm. Chung cư Lý Thường Kiệt, quận 10 có 356 căn hộ xây trước năm 1975. Nơi đây không có hệ thống báo cháy, lối thoát hiểm bị che chắn chiếm dụng, lưới điện chằng chịt, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Người dân sống ở chung cư đây đa số là cho thuê, còn chủ nhà thì không có mà ở đây, cho nên rất khó khăn trong công tác vận động. Sau khi được phòng cháy chữa cháy nhắc nhở thì bên em là sẽ làm một cái hệ thống chắn khói ở bên dưới tầng hầm và hệ thống hút khói và sẽ trang bị thêm một bình chữa cháy lớn, khuyến cáo mọi người về các phương án phòng cháy chữa cháy và kiểm tra thường xuyên về hệ thống phòng cháy cháy là nó còn hoạt động tốt hay không. Một số chung cư ở quận Bình Thạnh qua kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện một số sai phạm về phòng cháy chữa cháy. Rất là hạn chế mấy cái chuồng cọp. Hiện tại thì đây có 2 nhà. Về điện tôi cũng nhắc nhở là không máng đồ hay cái gì để dễ xảy ra sự cháy. Thời gian tới, Công an 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục triển khai lực lượng để kiểm tra, rà soát toàn bộ các loại hình như chung cư mini, căn hộ dịch vụ, tòa nhà cho thuê. Vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng tại chung cư mini Khương Hạ, Hà Nội khiến người dân có tâm lý bất an. Nhiều người đã tìm mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy khiến thị trường này trở nên khan hàng, đẩy giá lên cao. Tại Hà Nội, số đơn hàng mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy đã tăng đáng kể. Ra khoảng 30 đơn rồi. Là chung cư mini hết. Thật sự là bọn tôi cũng đã cố gắng cung ứng nhưng mà do nhiều người hỏi quá, nhiều công ty đặt quá nên là chúng tôi cũng chưa thể kịp cung ứng được. Trong một ngày thường thường nhận đến 5 đến 60 đơn hàng. Do lượng khách tăng cao, nhiều cửa hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh không đủ hàng để bán. Đến đây để mua cái mặt nạ chống độc và cái áo để chống cháy. Nhưng mà hiện tại thì cái mặt hàng nó đang rất là hiếm. Mình chỉ mua được có mỗi cái mặt nạ chống độc thôi. Còn cái áo chống cháy thì hiện tại là cửa hàng đang hẹn, chưa có. Không riêng những người ở chung cư, nhiều nhà dân ở nhà mặt đất cũng tìm mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Khi mua đồ dụng cụ phòng cháy chữa cháy thì nó giống như là mua bảo hiểm y tế vậy. Có nghĩa là mình mua mà không ai muốn sử dụng hết. Việc trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy là cần thiết, tuy nhiên người dân cần tìm hiểu kỹ để tránh mua phải hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, chính quyền thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa buộc tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng trên đường Hoàng Hoa Thám. Công trình này nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, cách điểm sạt lở từng khiến gần 7 người thương vong cuối tháng 6 vừa qua, chỉ khoảng 200 mét. Công trình vi phạm có diện tích hơn 3.500 m², chia làm 3 khu. Trước khi cưỡng chế tháo dỡ, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm kê, di dời tài sản ra khỏi nhà. Sau khi lực lượng chức năng tháo dỡ một phần công trình vi phạm, chủ đầu tư xin được tự tháo dỡ và được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt chấp thuận. Liên quan đến tình hình ô nhiễm trên sông Vàm Cỏ Đông, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã mở rộng, kiểm tra và phát hiện thêm nhiều doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Tổng số tiền xử phạt lên đến gần 3 tỷ đồng. Kiểm tra đột xuất 11 cơ sở chế biến tinh bột sắn ở xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tổ công tác phát hiện 6 cơ sở vi phạm quy định bảo vệ môi trường, trong đó có 2 công ty lắp đặt đường ống trái phép để bí mật xả thải ra môi trường. Cơ quan chức năng đã xử phạt các doanh nghiệp vi phạm với số tiền lên đến 800 triệu đồng hoặc đóng cửa 3 tháng để xử lý nước thải. Đề nghị cơ sở phải chấp hành cho đúng, sản lượng mình chế biến thì phải nó đáp ứng với cái xử lý khi lấy nước. Thời gian qua, tình trạng ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Những cơ sở đã và đang hoạt động, nếu có xảy ra vấn đề mà ô nhiễm môi trường thì phải cần xử lý nghiêm và không cho phát sinh cái cơ sở mới
mà có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu các cơ quan địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chăn nuôi nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp gây ô nhiễm môi trường. Sáng nay 15 tháng 9, đội quản lý thị trường số 12, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa giả nhập lậu bị tịch thu trong thời gian vừa qua. Giá trị số hàng hóa bị tiêu hủy lên tới hàng trăm triệu đồng. Tại nhà máy Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc, huyện Bình Chánh, tổ công tác đã tiêu hủy hơn 3.800 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm có tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Các hàng hóa tiêu hủy gồm nón, giày dép, quần áo, túi xách, mỹ phẩm là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu của nước ngoài. Đợt này, lực lượng cũng giám sát tiêu hủy 200 bánh trung thu không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, cùng hơn 400 đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử, tinh dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân vi phạm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe người dân. Sau gần 7 năm kể từ khi phê duyệt dự án và gần 1 năm khi nhận đủ toàn bộ mặt bằng để thi công trở lại, hôm nay cầu Vàm Sát 2 thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức được thông xe và đưa vào khai thác. Và cầu Vàm Sát 2 được xây dựng để thay thế cầu cũ đã xuống cấp, tạo sự kết nối vùng duyên hải Cần Giờ với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Không còn phải đi trên cầu Vàm Sát 1 vốn đã quá tải xuống cấp, mà thay vào đó là cây cầu mới khang trang rộng rãi, bà con xã Lý Nhân cũng như huyện Cần Giờ vô cùng phấn khởi. Có cầu cũ thì hơi nhỏ, cũng hơi yếu, cũng như là xe cộ qua lại thì hay bị kẹt á. Cầu mới này thì rộng hơn, hy vọng là giao thông thuận lợi, cuộc sống thì mọi người làm ăn phát triển hơn so với lúc trước. Không chỉ liên kết giao thông, cầu Vàm Sát 2 kết nối đến phà Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh và huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, còn góp phần phát triển kinh tế xã hội, du lịch của địa phương. Tạo cái điều kiện khai thác cái tải trọng cầu để mà phát huy cái cảng giữa Cần Giờ và Cần Giuộc Long An, cũng như tăng cường cái khả năng giao thông và vận tải hàng hóa để phục vụ cho cái mục tiêu Cần Giờ trong tương lai trở thành một cái trung tâm du lịch sinh thái xanh về cảng biển, với cái cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với khu đô thị lấn biển cũng như các cái hoạt động kinh tế xã hội du lịch. Cầu Vàm Sát 2 có tổng chiều dài 1.080m với tổng vốn đầu tư trên 340 tỷ đồng. Công trình được coi là hình mẫu về tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công vượt tiến độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo trong phần tin quốc tế. Libya tiếp nhận viện trợ từ cộng đồng quốc tế sau thảm họa lũ lụt khiến hàng chục ngàn người chết và mất tích. Và hàng ngàn giống hoa lan khoe sắc trong hội chợ quốc tế tại Colombia. Mở đầu phần tin quốc tế là tình hình thiên tai tại Libya. Thưa quý vị, đại sứ Libya tại Liên Hiệp Quốc cảnh báo số người chết do trận lũ lụt kinh hoàng hôm 10 tháng 9 sẽ là con số lớn chưa từng có. Trong khi đó, theo tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, số người chết ở thành phố ven biển Dena của Libya đã vượt hơn 11.300 người, trong khi vẫn còn khoảng 10.100 người mất tích. Phát biểu trước báo giới, đại sứ Libya tại Liên Hiệp Quốc xác nhận đã có 6.000 thi thể được tìm thấy. Vẫn còn nhiều người mất tích vì khu vực lũ quét có đến 30.000 dân, nên tôi không thể xác định chính xác số người tử vong, nhưng nó sẽ là một con số rất lớn. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để xử lý cuộc khủng hoảng và giúp người dân Libya vượt qua khó khăn. Các đội cứu hộ từ Ai Cập, Tunisia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đã đến Libya để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ. Liên Hiệp Quốc cho biết hai chính quyền đối lập ở Libya sẽ phối hợp với nhau trong công tác hỗ trợ các nạn nhân. Trong khi đó, tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất xảy ra đêm ngày 8 tháng 9 ở Maroc đã khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai vẫn đang diễn ra gấp rút. Chính quyền Maroc đã phát động phong trào hiến máu nhân đạo cho các nạn nhân. Đây là một trung tâm hiến máu nhân đạo ở thành phố Marrakech. Hầu hết người tham gia là người trẻ, không kể quốc gia hay giới tính. Nhiều du khách tại đây cũng tham gia hiến máu. Quốc vương Maroc cũng tham gia hiến máu tình nguyện cứu người. Nhiều người đang chờ đợi để được hiến máu cho các nạn nhân động đất. Chúng tôi tự hào được góp một phần công sức cho họ. Đây là minh chứng cho tình đoàn kết và nhân ái. Văn phòng quốc vương Maroc cũng thông báo khởi động chương trình xây dựng 50.000 chỗ ở mới tại 5 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở miền trung nước này.
Ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo nơi ở an toàn cho những người bị mất nhà cửa trong động đất. Trước mắt, chính phủ Maroc sẽ hỗ trợ tài chính trị giá 14.000 đô la Mỹ cho mỗi gia đình có nhà bị phá hủy hoàn toàn. 350 người di cư bị nhồi nhét trong một chiếc container vừa được giải cứu hôm 14 tháng 9 giờ địa phương tại Mexico. Trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em. Theo cảnh sát Mexico, chiếc xe chở người trái phép được ngụy trang thành xe chở hàng để qua mặt lực lượng chức năng. Những người di cư đến từ Guatemala, Ecuador, Honduras và El Salvador. Họ được xác định không có giấy tờ lưu trú hợp pháp tại Mexico. Một triển lãm pop-up vừa khai mạc ngày hôm nay tại thủ đô London của nước Anh. Đến đây, khách tham quan có thể ngắm nhìn nhiều kỷ vật liên quan tới nhân vật hoạt hình và điện ảnh nổi tiếng là Batman Người Dơi. Sự kiện mang tên Người Dơi Cởi Mặt Nạ sẽ đưa khách tham quan ngược dòng lịch sử điện ảnh. Xuất hiện tại triển lãm là các kỷ vật, quần áo và đạo cụ quý hiếm lấy từ kho tư liệu từ bộ phim Người Dơi đầu tiên với sự góp mặt của tài tử Michael Keaton hồi năm 1989 cho đến phiên bản mới nhất năm 2022 do Robert Pattinson đào dài. Ban tổ chức còn dành riêng cho người hâm mộ một không gian với hơn 1.000 cuốn truyện gồm các ấn phẩm đặc biệt và người dơi từng được phát hành. Và dĩ nhiên, nhân vật phản diện khét tiếng Joker cũng được ưu ái dành một khu vực trong triển lãm. Colombia vừa tổ chức hội chợ hoa lan lần thứ 20 tại thủ đô Bogota. Sự kiện năm nay mang đến cho du khách thưởng lãm nhiều giống hoa lan nội địa và ngoại nhập từ các nước châu Mỹ. Chương trình diễn ra tại vườn Bách Thảo Bogota quy tụ nhiều du khách trong nước và quốc tế đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn hình vạn trạng của loài hoa này. Kể từ lúc nhìn thấy thông báo, tôi chắc chắn rằng mình không thể bỏ lỡ sự kiện này. Tôi có thể mang thêm nhiều hoa lan hơn về nhà của mình. Chúng đẹp đến ngỡ ngàng. Hoa lan có rất nhiều loại và thật tuyệt khi được tìm hiểu về nguồn gốc của chúng. Ban tổ chức cho biết, hơn 1.000 giống lan đến từ Colombia và Mexico sẽ được trưng bày tại phiên chợ năm nay. Vẻ đẹp đặc biệt của hoa lan nằm ở màu sắc và hình dáng của chúng, và điều đó thu hút sự chú ý của khách tham quan. Hoa lan là quốc hoa của Colombia. Nước này hiện đang sở hữu 4.270 giống lan khác nhau, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Một hiện tượng kỳ thú vừa được ghi lại ngoài khơi thành phố Newport Beach, phía nam bang California, Mỹ. Đó là những chú cá heo phát ra ánh sáng màu xanh lam huyền ảo khi bơi qua khu vực này. Theo một chuyên gia về môi trường biển, hiện tượng này là do số lượng sinh vật phù du, quang hợp tăng nhanh trong những ngày gần đây. Khi có bất kỳ vật gì khuấy động các sinh vật phù du này, chúng sẽ phát ra sắc lam trông rất đẹp. Đó là lý do các con sóng và cá heo trông như tự phát sáng vậy. Mặt khác, điều này cũng làm dấy lên những lo ngại khi hiện tượng đang diễn ra thường xuyên hơn. Trước đây, hiện tượng này diễn ra cách nhau từ 5 đến 10 năm. Bây giờ, chúng xuất hiện vài lần mỗi năm và ngày càng nhiều hơn. Có lẽ nguyên nhân là do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, đây vẫn là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Những chiếc thuyền chở đầy khách du lịch đã mạo hiểm ra giữa Thái Bình Dương để chiêm ngưỡng hiện tượng này. Sáng nay, DC Studios đã ra mắt trailer đầu tiên cho bộ phim Siêu Anh Hùng Aquaman phần 2. Đây là một trong số những phim bom tấn vẫn giữ nguyên lịch chiếu giữa cơn bão đình công ở Hollywood. Ngay sau đây trong 60 giây. Xe máy lọt gầm xe tải, một người tử vong trong tai nạn tại Củ Chi. Triệt xóa tụ điểm mua bán ma túy lớn tại tỉnh Bình Phước. Tiếp tục chương trình với các thông tin về tình hình an ninh trật tự. Kính thưa quý vị, vượt xe tải nhưng không kịp xử lý tình huống bất ngờ, một người đi xe máy đã trượt ngã vào gầm xe tải, tử vong. Vụ tai nạn xảy ra sáng nay tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng hơn 6 giờ sáng nay, hai cha con chở nhau bằng xe máy chạy trên đường Nguyễn Thị Lắng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Khi đến đoạn qua ấp Dòng Sao, xe máy vượt trái một xe tải chạy cùng chiều. Đúng lúc này, thấy một xe máy vượt phía trước nên người cha bấm thắng gấp, làm chiếc xe máy trượt ngã vào gầm xe tải. Người cha bị xe tải cán tử vong, còn người con trai thoát chết. Nhận tin báo, công an huyện Củ Chi đã có mặt khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ tai nạn. Trước đó, vào tối qua, một vụ tai nạn giao thông giữa container và xe máy xảy ra tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ.
Khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 9, anh Hoàng Văn Xuân, 40 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, chạy xe máy trên quốc lộ 51 hướng từ thị xã Phú Mỹ đi huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đến đoạn ngã ba cách quốc lộ 51, khu công nghiệp Mỹ Xuân A khoảng 40 mét, xe máy bị mất lái, ngã sang trái và va chạm với xe container do tài xế Đặng Văn Ngãi, 30 tuổi, điều khiển, đang lưu thông cùng chiều. Anh Xuân bị xe container cán qua người, tử vong tại chỗ. Vụ việc đã được công an thị xã Phú Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ. Rạng sáng nay, hai xe tải va chạm nhau tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk rồi kéo lê hàng chục mét. Người dân đã phải phá cabin để giải cứu một tài xế bị mắc kẹt bên trong xe. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 35 phút cùng ngày tại ngã tư giao nhau giữa đường tránh phía tây thành phố Buôn Ma Thuột và đường Vạn Xuân thành phố Buôn Ma Thuột. Thời điểm trên, xe tải do tài xế Võ Văn Hơn, 62 tuổi, điều khiển trong lúc tránh xe ô tô con đã tạt đầu xe tải do tài xế Nguyễn Văn Tới cầm lái chạy cùng chiều. Gặp tình huống bất ngờ, ông Tới không kịp xử lý nên tông mạnh vào phía sau xe tải của ông Hơn. Hai xe dính chặt vào nhau, chạy thêm khoảng 50 mét mới dừng lại. Tại hiện trường, tài xế Tới bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin và được người dân phá cửa giải cứu, đưa đến bệnh viện. Hai phương tiện bị hư hỏng. Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Công an tỉnh Bình Phước vừa triệt xóa tụ điểm mua bán ma túy lớn, có tàng trữ vũ khí. Tụ điểm do Trần Thị Mỹ Linh, 31 tuổi, tổ chức ngay tại nơi mình ở. Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 9, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài và xã Tiến Hưng đột kích căn nhà Linh đang ở tại xã Tiến Hưng. Thấy công an, Linh và Phạm Quốc Đạt, 22 tuổi, cố gắng chạy thoát ra phía sau nhà. Đạt cầm theo một khẩu súng có sẵn đạn bên trong chạy xuống phía sau vườn. Lực lượng công an sau đó đã khống chế được cả hai đối tượng. Khám xét căn nhà Linh đang ở, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ni lông chứa tinh thể màu trắng được Linh cất giấu. Một khẩu súng với 6 viên đạn mà Đạt cầm trước đó. Linh khai số tinh thể màu trắng là ma túy đá, mua về chia nhỏ để bán cho các con nghiện. Đạt sống như vợ chồng với Linh và thường mang ma túy đi giao. Hiện công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ. Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố Phan Thiết vừa tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của một bé trai khoảng 2 tháng tuổi. Trước đó vào khoảng 3 giờ sáng nay, người nhà phát hiện bé trai tử vong trong phòng ngủ. Mẹ cháu bé có vết thương trên cổ tay, sau đó đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao. Theo gia đình cháu bé, người mẹ có biểu hiện trầm cảm sau khi sinh. Nghe theo lời hứa sang nước ngoài làm việc, nam thanh niên 21 tuổi không ngờ mình đã rơi vào đường dây của bọn tội phạm mua bán nội tạng. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã giải cứu và đưa người này về nước an toàn. Nạn nhân là Nguyễn Đức Giờ, 21 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo lời anh Giờ, trước đó anh được một nhóm người đưa qua Thái Lan với lời hứa giúp đi tìm việc làm. Tuy nhiên, khi đến tỉnh Savannakhet, Lào, Giờ phát hiện các đối tượng đang tìm cách đưa mình sang Thái Lan để bán thận với mức giá 1 tỷ đồng. Đêm 13 tháng 9, anh Giờ bỏ trốn, đến xin tá túc tại một cây xăng thuộc huyện Sebol và nhờ gửi thông tin về Việt Nam cầu cứu. Lực lượng nghiệp vụ của Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp với lực lượng chức năng huyện Sebol, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet triển khai giải cứu anh Giờ. Đến 22 giờ tối qua 14 tháng 9, lực lượng đã đưa nạn nhân từ Lào về Việt Nam an toàn. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Ngày 15 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt Nguyễn Thành Liêm, 34 tuổi và Hà Thụy Vân Anh, 23 tuổi để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Cả hai cầm đầu đường dây môi giới mại dâm, trong đó có hoa hậu và hoa khôi các cuộc thi sắc đẹp. Khi mở rộng điều tra đường dây do Võ Thị Mỹ Hạnh cầm đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện ra nhóm của Vân Anh do có chung một số vụ môi giới. Công an thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên còn phối hợp bắt giữ thêm hai đối tượng là Đỗ Tiến Hải và Bùi Minh Tuấn. Đây là hai người trực tiếp tham gia môi giới mại dâm trong đường dây trên. Tin thể thao và cập nhật cuối chương trình. Evenepoel giành chiến thắng chặng 18 giải đua xe đạp La Vuelta. Và cụ ông trăm tuổi đu dây mạo hiểm để gây quỹ từ thiện tại Anh. Và
Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn dành cho 60 giây sự quan tâm và theo dõi mỗi ngày. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình 60 giây sáng mai vào lúc 6:30 với những tin tức được cập nhật trong đêm. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.